quảng cáo chứ. Cho chị xem. Để mà chị còn sợ chị. Hắn làm nó còn chưa sợ mà chị sợ chị. Chị nó hả? Chị nó làm nó được coi. Chỉ có nằm mụn nữa hả? Nằm mụn. Lấy chị nhiều người ta được coi. À lấy 2,5. Dạ môi thì nếu mà chị ái thì phải 2,5 triệu vậy, lọ ok xíu. Dạ. Chị mau chị phun rồi, trừ tim vốn có HA là căng, nhìn cái màu cũng đẹp lắm. Ấy cái màu ra, kích hoạt cái màu lên đẹp lắm. Cái màu tươi hơn. Em tiêm HA, còn mấy cái kia thì em không có làm đâu chị. Mấy cái kia em thấy không hiệu quả và khách em làm rất là nhiều rồi. Không biết. Trời ơi, 100%. Ai cũng làm này thôi, không có ai làm cái kia đâu. Còn nếu mà cái kia thì nó em thấy không, hầu như không hiệu quả, hoặc là người ta giả đò làm nữa, nhưng mà thật ra người ta vẫn chích cái kia vô cho chị thôi. Chị sao chị biết được cái này lại được cho chị? Em toàn là đồ cho không. Trời, em cho nhiều lắm chị ạ. Em cho nhiều hơn nhận. Bây giờ về chậm mặt đi đây. Dạ mấy bé hướng dẫn cho chị. Nhưng mà về sửa rồi mặt luôn bên trong bên đi. Không hướng dẫn kỹ giùm chị cái em ơi. Nhưng mà cái cách sau này mấy ngày sau để ấy nè. Dạ khoảng tầm tiếng á chị. Ý là em phải cho thời gian. Nói chung bình thường về nó hơi mới đầu nó hơi sưng thôi. Nó hơi sưng một ngày đến hai ngày là hết bình thường chị. Chị nên làm gì ơi? Ơn làm luôn không? Chi mà chuẩn bị trời, họ làm hết cả khuôn mặt à. Đỡ mệt hơn. Chị về suy nghĩ là không làm được đâu. Không thì đi mua thì mình muốn làm bây giờ mà tại đi tìm muốn kiểm tra làm vậy muốn bây giờ đủ ít thì như thế thì tiền bạc thì chính nói. Không, y tín là em là đầy y tín luôn, y tín đầy mình luôn, chị yên tâm. Ai mà làm không được em bây giờ nhận. Nói chung môi đưa ở đây hầu như là hàng ao mi đem cái môi mi ra mi nó à. Mà chị đẹp rồi, chị dưỡng da nữa chứ. Cái da hơi ấy. Da hơi tối. Không, chị cứ thử em đi lần hợp thấy. Không, ý là chị cứ để cho bé ok đi. Rồi sao chị thấy mà tin tưởng thì qua làm tiếp. Làm từ từ, không vội vàng. Dạ, cái này là mụn đá chị. Nó dễ hơn là của chị. Với lại có mụn kiểu một cốc nữa. Ủa, cái này là mụn má. Mụn mà chị là thịt má. Chị láng giống như bị chai rồi đó. À, cũng lì đòn. Cũng đau còn. Nhưng mà rón thì đựng con lòm nó nhẹ lắm. Nhẹ nghiền ra. À, nghiền con lòm ra. Thích. Dạ. Dạ, dạ. Ở đâu em?
Cho chị xíu bông nước muối em ơi. Hơi đau cô nghe, chỗ này là nó gần con mắt á, nên sẽ rất là đau. Cái này là mình vừa mụn đá, vừa mụn thịt, rồi cái gì đây nữa. Tùm lum thứ luôn. Con làm hết dùm cho cô luôn. Tại vì cô ở Hậu An con biết không? Cô ở xa hả? Câu cô là ở bên kia, ba số 2 này. Cái cô ra đi dạy mình đi bán dạy đây không cái rồi cô ra cái nó dẫn qua cái tàu bạn qua bên chị Loan rồi mà bé làm đây chưa nó dẫn cháu tới mấy đứa ai mà cũng trên chưa làm chưa làm chứ cái mặt đó mà đang chưa chịu làm chưa muốn bố rảnh quá rồi thấy mặt hơi mụn nha mà cũng làm dạy nhon ghê á có tính con lúa tới giờ chân thật đó mà con nói thiệt mà con lúa chân thật lắm cứ tại vì mình cũng một người nói nhưng mà con lúa thiệt đó mình nói thật người ta cảm nhận được liền mà đúng rồi đó con cô năm nay mấy rồi cô 60 á con mẹ con 63 nè. Số 3 là tuổi xử. Không mẹ con tuổi dần gì á. Tuổi dần là số 2 con. Số 2 à? Cô tuổi thìn là số 10. Cô bị mấy cái đường màu à đau lắm cô nhiều thì không tính ra nhiều đấy chứ ra lấy cận cỡ cũng khó chịu không cô có người thì cũng ngứa nữa nhưng mà có người thì không ngứa trời chỗ này đau này gần con mắt gần đau cái chị nó chịu đau đớn cao lắm á tại vì cái nặng mụn đá là nó đỡ đau hơn mà chị lại cũng không đau quen cái cắt thì mà đau lắm mà chị không đau luôn xịn thiệt nói chung là tin tưởng câu có là câu cổm nhất là nó sẽ không có chi cái bệnh nó chết thật ráng đau con nhưng mà cái tay cái bàn tay con với cách cổm nhận con người con cái độ tin tưởng làm cho mình không có cái ý tới cái chuyện đau nữa
Hay đấy. Không, cô nói thiệt, nhìn con, nhìn con người con là từ cái tính cách, từ con người, từ cái bàn tay của con cảm nhận được. Nhìn là thái độ tin tưởng thì con vẫn vô ăn cô là nó đáng luôn. Không, cô nói thiệt. Áo ăn lòm răng vào mà không mập nhiều lắm nhưng mà không ơi lòm. Bên con cái của con làm nó con tự làm mà nghe là kiên nghiệp luôn đó. Ừ, con kiên nghiệp không giống ai hết. Ừ. Con